bạn đã từng theo chân một anh shipper đi giao cái kệ hoa to đùng chưa? Hôm nay mình mời các bạn cùng đi nha. Sau khi gửi hình thực tế cho khách xem và họ đồng ý rồi thì tụi mình bắt đầu phụ nhau bọc kệ lại cẩn thận. Chữ đi kèm thì mình cột ngay phía sau kệ. Tiếp theo anh shipper sẽ gọi trước cho người nhận hoa thông báo cái thời gian mình sẽ đến. Dù 6 giờ mới đến giờ giao nhưng mà để đảm bảo an toàn cho cả hoa, cả người, trừ hao kẹt xe và mưa nữa nên tụi mình xuất phát lúc 5 giờ cho chắc. Giờ thì anh shipper trang bị đồ nghề và chuẩn bị lên đường. Để giao những cái kệ hoa như thế này thì bên mình đã chế ra những cái dụng cụ dành riêng cho nó. Đây là sáng kiến của anh Đức giao hàng lâu năm đã giúp cho cái việc giao kệ đỡ cực hơn rất là nhiều luôn. Sau khi gia cố bằng dây ni lông kiểm tra cho chắc chắn rồi thì xe bắt đầu chạy nha. Giao kệ sợ nhất là qua cầu Sài Gòn gió lớn phải chạy thật chậm. Người giao vừa chạy vừa ghi cái xe cho vững để không bị ngã, vừa an toàn cho hoa nữa. Đến những cái đoạn kẹt xe thì rõ là khổ. Các anh nhích từng bước cố gắng né chỗ này né chỗ kia, lách qua những chỗ trống để hoa nó không đụng vào những người xung quanh. Ôi cuối cùng cũng đến nơi rồi, tụi mình tháo kệ xuống kiểm tra lại lần nữa rồi mới vác lên trên sảnh. May quá tiền của khách ở lầu 2. Nghe anh kể nhiều khi vác lên đến lầu 4 muốn ná thở, nghe mà thấy thương quá. Sau khi mà để kệ hoa ngay ngắn ở sảnh, anh shipper mới chụp hình quay phim lại cận cảnh để khách hàng người ta yên tâm là hoa đến nơi nó vẫn đẹp. Người nhận hoa ký tên và khen hoa đẹp, tụi mình mừng quá trời luôn. Anh ấy chụp hình biên nhận báo về cửa hàng là đã hoàn thành đơn hàng. Lúc này hai anh em mới thở phào nhẹ nhõm. Cách theo chân các anh mới thấy là giao hoa nó vất vả thế nào. Thật sự mình biết ơn các anh rất rất nhiều luôn.